Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục với cái content review cầu thủ và nhân vật chính trong video ngày hôm nay sẽ là một cầu thủ khá là đặc biệt đến từ cái giải C2. Đây cũng là một tài năng trẻ của bóng đá Anh. Hiện tại thì cầu thủ trẻ này đang bay khá là cao cùng câu lạc bộ Arsenal trên đỉnh bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh. Và những vòng gần đây thì Bukayo Saka cũng ghi những bàn thắng khá là quan trọng nữa. Như cái vòng đấu vừa rồi là cái bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka đã có thể giúp Arsenal kiếm trọn 3 điểm trước Leeds United. Bây giờ thì mình sẽ vào cái formation review này, sẽ chọn cái formation phù hợp nhất cho cái vị trí của cầu thủ Bukayo Saka này. Và cái sơ đồ được lựa chọn trong cái video review ngày hôm nay sẽ là sơ đồ 4-3-3 holding với vị trí của tiền đạo cánh phải Bukayo Saka. Bây giờ thì mình sẽ xếp cầu thủ trẻ này vào cái vị trí tiền đạo cánh phải này. Tiền đạo cánh trái mình sẽ dùng tạm là Lewandowski. Và đá cắm trên hàng công ngày hôm nay sẽ là huyền thoại Mirolaplo. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem qua bộ chỉ số chi tiết của tài năng trẻ bóng đá người Anh và câu lạc bộ Arsenal nha. Với cái hình ảnh này của Bukayo Saka trong cái quả thẻ C2 thì nhìn cũng khá là ấn tượng nè. Và với cái phiên bản này thì Bukayo Saka được bút cho cái skill boost speed, bút cho tốc độ này được tốt hơn, cũng là cái skill boost mà rất là phù hợp cho cái vị trí những tiền đạo cánh đó nè. Với cái bộ chân là hai chân đều thuận này, chân trái sẽ là 5 vạch và chân phải sẽ là 4 vạch. Stamina cũng khá là cao, cái con số là 9 cục, cùng với đó là skill move 4/5 sao nha. Bộ chỉ số skill move của cầu thủ này thì trước đó chỉ là 3/5 sao thôi nè, nhưng mà sau này đã được update lên rồi. Đây là một cái update khá là quan trọng cho cái vị trí của Saka. Với cái skill boost này thì bộ chỉ số chạy nước rút của cầu thủ này lên tới con số 136 nè. Và những chỉ số quan trọng như là chỉ số xử lý bóng này, cửa lông này, tạt bóng này, và chỉ số cuối cùng là dứt điểm là 5 chỉ số được boost cho cái skill boost speed này. Và với cái overall này thì chỉ số thăng bằng này, agility này, ball control cùng với đó là reaction cũng khá là ấn tượng nè. Chỉ số chọn vị trí là 118 cũng rất là đẹp cho cái vị trí của Bukayo Saka. Cầu thủ trẻ này với cái thể hình là cao 1m78 này, nặng 65 cân, cái quần rest sẽ là high và medium. Skill move sẽ là Rolex và chỉ có một skill ẩn là team player. Với cái skill ẩn này thì cầu thủ Bukayo Saka sẽ thiên về cái hướng chơi đồng đội nhiều hơn nè. Nhìn qua thì tất cả chỉ số của Bukayo Saka ở cái phiên bản 101 này thì nhìn khá là ổn áp rồi nè. Với cái skill move đã được up lên 4/5 sao nữa thì khá là ấn tượng, và rất là nhiều anh em sẽ quay xe để chọn cái phiên bản này của Bukayo Saka. Bây giờ thì mình sẽ tới cái phần tiếp theo là phần set pieces, cũng sẽ xếp những vị trí ưu tiên dành cho Bukayo Saka trong cái bài review và đánh giá cùng mình nha. Với cái tấm băng đội trưởng này, hai tình huống đá phạt ngắn và phạt dài, và cái vị trí cuối cùng dành cho Saka sẽ là vị trí sút penalty. Và bây giờ thì tới cái phần cài đặt cuối cùng, đó là mình sẽ chọn logo câu lạc bộ Arsenal cùng với đó là bộ áo đấu của câu lạc bộ này. Và trước khi bước vào hai trận đá head to head cùng với một trận đấu vé tắc để cùng mình trải nghiệm và đánh giá chi tiết cái phiên bản Bukayo Saka này á, thì anh em nhớ đăng ký kênh này, nhớ like và share cái video ủng hộ giúp mình. Anh em nào có nhu cầu nạp FIFA Boy nguồn an toàn, uy tín và giá rẻ thì cứ nhắn với mình qua cái số Zalo đang xuất hiện trên video của tất cả mọi người. Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks cũng có thể liên hệ với mình qua cái số Zalo này luôn nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào trận đấu đầu tiên trong bài review Bukayo Saka, một phiên bản khá là đặc biệt các anh em. Bây giờ thì hai đội đã chính thức bước ra sân rồi, mình sẽ thi đấu trong bộ đấu sân khách của câu lạc bộ Arsenal mùa trước. Và đây là cái đội hình ra sân của mình, 4-3-3 holding với vị trí ấn tượng là Bukayo Saka. Đối thủ sẽ ra sân với cái sơ đồ là 4-3-3 attack, có cả Hagi này, Fernando Torres cùng với đó là Rodrigo. Bên dưới thì có cả Rukulic nữa. Bây giờ thì trận đấu chính thức được bắt đầu nha. Mình sẽ cố gắng tạo nhiều nhất cơ hội dành cho Saka có thể thể hiện trong cái bài review này. Đây là Cafu và kiểm soát bóng đầu tiên của Bukayo Saka. Với cái skill move 4 sao thì đây là một cái skill move mà làm anh em khá là yên tâm cho những cái pha xử lý bóng của mình rồi. Trước đó khi vừa ra mắt thì Bukayo Saka chỉ sở hữu cái skill move là 3/5 sao thôi. Một điều khá là bất ngờ dành cho tất cả mọi người. Và sau này thì cũng đã lắng nghe và biết thay đổi thêm cái skill move dành cho cầu thủ trẻ này rồi. Đây là pha tấn công tốc độ của Rodrigo, không vượt qua được Casillas rồi. Một pha ra vào rất là hợp lý của Casillas để có thể tránh được cái pha đối mặt cùng Rodrigo. Không khác nào một bàn thắng cả nè. Chắc chắn là anh bạn đối thủ của mình cũng khá là bất ngờ với cái pha ra vào của Casillas vừa rồi. Đây là Emmanuel, bóng đến vị trí của Bosco. Đây rồi, pha xử lý skill để có thể loại bỏ được Carlos. Đây là Saka, cú dứt điểm cuối cùng lại không chiến thắng được Unasimo. Pha phản xạ khá là hay của Simon trong cái pha dứt điểm của Saka này. Bóng đi cũng khá là nhẹ, chưa thật sự hiểm hóc để có thể loại bỏ được cả Simon. Một pha đối đầu của Saka, đối đầu cùng Rodrigo. Vẫn đang là pha kiểm soát bóng của Saka, khả năng thăng bằng và kiểm soát bóng của cầu thủ trẻ này khá là ấn tượng nè. Đây rồi, lại là một tình huống phản công dành cho đối thủ, không vượt qua được Bosco rồi. Bóng vẫn đang nằm trong quyền kiểm soát của Saka, tốc độ của Neymar Junior. Một pha chạy cánh rất là hay để tạo khoảng trống dành cho Saka. Đã có một tình huống bắt bài của Renato Sanchez rồi, bóng không đến được vị trí của cầu thủ Saka. Đây là Fernando Torres, anh bạn đang cũng khá là hay trong những pha xử lý cuối cùng của mình, một pha xử lý bóng rất là tập trung. Đây là Bukayo Saka phối hợp cùng Roberto Carlos. Lại là một tình huống mở tốc độ Roberto Carlos.
Nếu mà Junio bên trong là Bukayo Saka, cơ hội đây rồi. Saka đã có một pha xử lý bóng khá là fail của De Bruyne và bàn thắng mở tỷ số của Saka đã tới rồi, phút thứ 37 của trận đấu. Một pha bóng xử lý khá là gọn gàng và bình tĩnh của Bukayo Saka, sau đó là một cú dứt điểm chéo góc để có thể hạ gục được Unashimo. Lần này thì không có gì có thể cản phá được bàn thắng của Saka rồi. Tiếp tục là Hagi, Rukulic, bóng lại phối hợp cùng vị trí của cầu thủ Dasari. Đây rồi, tốc độ của Saka, lại là pha kiểm soát bóng và đua tốc độ của Saka đã có thể loại bỏ được cả De Bruyne. Và đây rồi, vẫn đang là Saka, liên tiếp là hai bàn thắng đến vị trí của cầu thủ này. Phút thứ 37 và phút thứ 43 của trận đấu, cú đúp bàn thắng dành cho Bukayo Saka. Và đây là hình ảnh ăn mừng của cầu thủ trẻ người Anh này. Một cái thể hình 1m78 rất là tuyệt vời ở vị trí tiền đạo cánh phải này, rất là giàu tốc độ xử lý bóng, rất là hay trong chân. Và hai bàn thắng ở hiệp đấu đầu tiên trong cái màn debut này thì khá là chất lượng rồi. Đấy rồi, tiếp tục là Rodrigo, Renato Sanchez. Đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi dừng lại cái hiệp thi đấu đầu tiên rồi. Thể lực của Saka cũng còn khá là căng, mặc dù cái hiệp thi đấu đầu tiên đã có cú đúp bàn thắng cũng như là những pha quậy cánh đua tốc độ rất là căng của cầu thủ người Anh này. Phần thể lực thì cầu thủ Saka này thể hiện rất là tốt rồi nè. Đây là Rafael Varane phối hợp cùng cầu thủ Rodrigo. Hagi bóng đến vị trí của Renato Sanchez. Một ba tiền vệ bên dưới của đối thủ khá là căng, đó là Rukulic này, Renato Sanchez cùng với đó là Hagi. Rodrigo, Bukele, không được rồi, Bosco đã đưa bóng lên phía bên trên. Lewandowski, lại là Miroslav, bóng lại đến vị trí của Bukayo Saka, đối đầu cùng Roberto Carlos, lại là Bukayo Saka. Ngay sau tình huống để mất bóng thì Saka đã tranh lại cái quyền giành kiểm soát bóng của mình. Tiếp tục là Neymar, bóng lại đến vị trí của Bukayo Saka, đã có thể loại bỏ được De Bruyne. Một ngày thi đấu khá là tệ hại của cầu thủ De Bruyne, một trung vệ đến từ Inter Milan. Và tiếp tục là một tình huống đem về quả phạt góc của Bukayo Saka. Đây rồi, bóng lại đến vị trí của Saka, cú dứt điểm cuối cùng lại không vượt qua được Rafael Varane. Khá là đáng tiếc nếu không đã là cú hat-trick dành cho Bukayo Saka rồi. Đây là phút thứ 65 của trận đấu, cũng còn khá là nhiều thời gian. Tiếp tục lại là Neymar, một pha một bóng rainbow, lại là Rafael Varane. Một ngày thi đấu cũng khá là ổn định của Rafael Varane, nhưng mà cầu thủ đá cặp cùng trung vệ này là cầu thủ De Bruyne khá là tệ rồi. Tiếp tục là Renato Sanchez, tốc độ của Renato đối đầu cùng Koulibaly, chắc chắn là không vượt qua dễ dàng được Koulibaly đâu. Roberto Carlos thì đúng mở bóng cho Lewandowski. Miroslav Klose, chắc chắn là bóng cũng sẽ hướng tới vị trí của cầu thủ Bukayo Saka để cầu thủ này có thể hoàn tất được cú hat-trick. Không biết là có thành công hay là không. Lại là Roberto Carlos đối đầu cùng Bukayo Saka. Cú dứt điểm cuối cùng cũng đã hoàn tất được cú hat-trick của cầu thủ trẻ người Anh này rồi. Một ngày làm việc thật sự vất vả dành cho Roberto Carlos đó. Và cú hat-trick của Bukayo Saka thì rất là ấn tượng với những pha xử lý cá nhân ở cái đẳng cấp rất là cao. Và cú dứt điểm ở trong cái bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 như thế này thì ở những cái đoạn cuối của cái trận đấu đầu tiên rồi, phút thứ 78, nhưng mà thể lực của Bukayo Saka cũng còn khá là ổn cho cái cú dứt điểm quyết đoán đó. Và đã là 3-0 của hat-trick rồi, một trận đấu tưng bừng của Bukayo Saka. Đây là Koulibaly, vừa qua là những tình huống phòng ngự rất là chắc chắn của Koulibaly này. Lại là Rafael Varane, Luka Modric vừa được tung vào sân. Đây rồi Neymar, bóng đến vị trí của Miroslav Klose, bàn thắng thứ tư có đến hay là không, phút thứ 86 trận đấu. Lại là những tình huống xử lý bóng và có thể vượt qua được Roberto Carlos khá là dễ dàng. Đối đầu cùng Rukulic, những pha xử lý bóng thật sự rất là cháy, rất là bay của Bukayo Saka này ạ. Vẫn là cầu thủ trẻ người Anh vừa kịp tung ra cú dứt điểm cuối cùng, lại là một tình huống phạt góc khác. Và đây tiếp tục là cơ hội dành cho Bukayo Saka, phút thứ 90 của trận đấu rồi. Và đường chuyền bóng khá là thiếu chính xác của Roberto Carlos cũng đã khép lại trận đấu lần này. Cú hat-trick bàn thắng của Bukayo Saka ở trận đấu debut, một màn ra mắt hoàn hảo của Bukayo Saka ở cái bài review ngày hôm nay. Ba bàn thắng nói lên tất cả những điểm mạnh của cầu thủ trẻ này, khả năng thăng bằng này, cầm bóng để giữ bóng này, có tốc độ và dứt điểm khá là tốt. Và trận đấu này với tỷ lệ kiểm soát bóng khá là cao lên tới 64%, chuyền chính xác lên tới 95% và có 7 cú sút và 6 cú đi trúng đích, và đem về được cú hat-trick dành cho Bukayo Saka, một trận đấu khá là hay anh em. Bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục vào luôn cái trận thi đấu thứ hai trong bài review của Bukayo Saka cùng mình nha. Ở trận đấu này thì mình sẽ gặp anh bạn đối thủ có cái tên là VIP này, sẽ sử dụng câu lạc bộ Manchester City. Đây hứa hẹn là một trận cầu Super Sunday của ngoại hạng Anh rồi nè. Câu lạc bộ Arsenal đối đầu cùng câu lạc bộ Manchester City, một trận đấu mà giữa cái đội hạng nhất và hạng nhì của ngoại hạng Anh hiện tại luôn. Và đối thủ thì với cái đội hình cũng khá là căng anh ạ. Có rất là nhiều ngôi sao đang thi đấu trong cái đội hình này. Bộ đội tấn công sẽ là Lewandowski này, cầu thủ Erling Haaland. Bên dưới là Neymar Jr này, Kevin De Bruyne. Cùng với đó là Ilkay Gundogan và cầu thủ Aqua, cầu thủ đến từ câu lạc bộ Marseille. Đây là Roberto Carlos.
bóng lại hướng tới vị trí của Neymar Junior. Đây rồi, Middle-up low, một pha chạy cánh của Roberto Carlos. Chắc chắn là những tình huống ngoặt bóng và xử lý bóng và tạo cơ hội dành cho Saka. Đây là pha kiểm soát bóng của MD Betis. Bóng đến vị trí của cầu thủ Bosco. Cafu, đây rồi, bóng lại tiếp tục được trả về vị trí của Saka. Của những điểm cuối cùng lại không chiến thắng được Courtois. Một pha phản xạ khá là hay. Và ở trận đấu lần này thì lại là Roberto Carlos đối đầu cùng Saka này. Hứa hẹn sẽ là một ngày làm việc vất vả tiếp theo dành cho Roberto Carlos. Đây là Bukayo Saka. Không kịp rồi, Neymar Junior đã có một tình huống can thiệp khá là nhanh trước khi có cú dứt điểm của Saka. Đây là MD Betis đối đầu cùng Ilkay Gundogan. Aqua phối hợp cùng Neymar. Tốc độ của Erling Haaland và xử lý bóng khá là tự tin của Erling Haaland. Cũng phải xử lý bóng rất là đẹp mắt nữa. Đây là Neymar, lại là Saka. Saka đã có một màn đổi cánh cùng Lewandowski rồi. Erling Haaland phối hợp cùng Neymar, tốc độ của Kevin không vượt qua được Koulibaly nữa. Vị trí của Koulibaly là một cái vị trí khá là yên tâm tới thời điểm hiện tại của mình. Đó cũng là lý do vì sao cầu thủ OVR 104 trong cái sự kiện top transfer đó đang có giá nhất là cầu thủ Koulibaly. Đã có một tình huống dứt điểm đi ra ngoài rồi và tiếp tục là một tình huống phát bóng lên. Courtois bóng đến vị trí của cầu thủ Mendy. Kevin De Bruyne phối hợp cùng Ilkay Gundogan. Đây rồi, Erling Haaland. Lewandowski một pha xử lý skill không vượt qua được cầu thủ Ronald Koeman. Khá là khó rồi. Tiếp tục là pha kiểm soát bóng của MD Betis. Cơ hội đây rồi, middle up low. Một pha mở cánh cho Lewandowski. Một cơ hội rất là thoáng. Lewandowski đối đầu cùng Rudiger. Lewandowski không kịp rồi. Khả năng theo kèm người của Rudiger rất là khó chịu rồi nè. Tiếp tục là Neymar. MD Betis. Đây rồi, middle up low. Bóng đến vị trí của Bukayo Saka. Đối đầu cùng Roberto Carlos. Khá là khó nè, Carlos chắc chắn là rất là khó để có thể kiểm soát được Bukayo Saka. Và đây là pha kiến tạo, một cú dứt điểm rất là hoàn hảo của MD Betis để có thể mở tỷ số ở những phút cuối cùng hiệp thi đấu này. Và đây là hình ảnh của Betis và pha kiểm soát bóng trước đó của Saka khi đối đầu cùng Roberto Carlos. Những pha xử lý bóng ở đẳng cấp rất là cao trước khi thực hiện đường kiến tạo dành cho MD Betis có thể mở tỷ số trận đấu lần đây. Một bàn thắng mà có cái dấu ấn cực kỳ lớn của Bukayo Saka trước khi có pha kiến tạo dành cho cầu thủ huyền thoại người Pháp Betis. Và đúng lúc này thì hiệp một trận đấu thứ hai cũng đã dừng lại rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu cái hiệp thi đấu thứ hai nha. Với cái hiệp thi đấu đầu tiên thì vẫn như vậy thôi, thể lực của cầu thủ Saka khá là ổn định rồi. Tiếp tục là Lewandowski, Bosco, lại là tốc độ của Saka, những pha qua người vận sừng Rafael Varane và với Roberto Carlos khá là đơn giản cái này. Vẫn là cầu thủ Bukayo Saka, những pha xử lý cá nhân ở đẳng cấp rất là cao này. Bóng lại tìm đến vị trí của Betis rồi. Và với cái bàn thắng thứ hai này vẫn là dấu ấn cực kỳ lớn của cầu thủ Saka. Những pha độc diện cá nhân khi đánh thẳng trung lộ rất là hay của Saka. Những pha cầm bóng rất là dẻo này. Rất là khó để có thể lấy bóng trong chân của Saka. Và là cú đúp kiến tạo của Saka dành cho huyền thoại người Pháp MD Betis rồi. Hai bàn thắng được ghi phút thứ 53 của trận đấu. Một trận Super Sunday đang diễn ra rất là hay. Và đối thủ vẫn không bỏ cuộc, những pha xử lý skill rất là hay của Neymar. Tiếp tục phối hợp cùng cầu thủ Lewandowski, tình huống chọc khe cho Lewand, lại không thành công rồi, có khá là nhiều cầu thủ áo đỏ bên phần sân nhà. Đây là Saka, phối hợp cùng Middle-up low. Không kịp rồi, và ngoặt bóng cuối cùng trước khi thực hiện đường chuyền cho Saka lại không thành công. Đây là một tình huống phản công, Lewandowski, một pha xử lý bóng rất là hay của Lewand, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không chiến thắng được Casillas. Và đây sẽ là một tình huống phạt góc, Roberto Carlos, tình huống treo bóng vào bên trong. Rafael Varane đã có một cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống 2-1 rồi. Một pha đánh đầu không thể nào cản phá của Rafael Varane. Và đây là hình ảnh ăn mừng của cầu thủ trung vệ người Pháp này. Khá là lâu rồi mình mới thấy được hình ảnh của Rafael Varane có thể ghi bàn trở lại nữa. Và đánh đầu như thế này thì không có cơ hội cản phá cho Casillas cũng như là Koulibaly. Và tỷ số đã là 2-1 rồi, phút thứ 65 của trận đấu. Một cái khoảng thời gian khá là tuyệt vời để anh bạn có thể nghĩ về một trận hòa. Đây là Bukayo Saka, Lewandowski còn rất là nhiều thời gian chia đều cho cả đôi bên nữa. Đây là Bosco, rất là hay và xử lý bóng tuyệt vời của Bosco. Đây là Saka đối đầu cùng Roberto Carlos. Lần này thì Carlos đã chiến thắng với một pha lao vào rất là sức mạnh nữa. Đây rồi, Erling Haaland, liên tiếp là những pha xử lý bóng với đẳng cấp rất là cao của đối thủ. Erling Haaland, tình huống chuyền bóng đã bị bắt bài rồi. Koulibaly rất là tự tin cho những cái pha phòng ngự kiểu như vậy. Đây là Saka, tiếp tục lại là phối hợp cùng Middle-up low. Lại là Saka đối đầu cùng Roberto Carlos. Những pha xử lý bóng của Saka làm cho Roberto Carlos khá là vất vả rồi. Tiếp tục là pha cướp bóng thành công của Carlos. Và đây là một tình huống phản công. Đây rồi, Erling Haaland không vượt qua được Koulibaly, cầu thủ chơi đầy sức mạnh nữa.
Erling Haaland khi đối đầu cùng Koulibaly là một cái cặp đấu khá là hay, khá là đáng xem. Tiếp tục là một pha soạt bóng rất là nguy hiểm và đã có một thẻ đỏ trực tiếp dành cho Ilkay Gundogan rồi. Một pha vào bóng từ phía sau rất là nguy hiểm và thẻ đỏ rất là xứng đáng cho cái pha vào bóng vừa rồi của Gundogan. Anh bạn đang thể hiện một cái tinh thần khá là mất bình tĩnh rồi. Và tiếp tục là một tình huống ném bóng lên dành cho đối thủ Roberto Carlos. Có vẻ là anh bạn khá là nôn nóng ở trận đấu lần này. Một trận đấu rất là hay, Super Sunday. Và đã rất là nóng vội với cái pha vào bóng của Gundogan, đã tạo ra một cái thẻ đỏ. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi dừng lại cái trận đấu ngày hôm nay. Cú đúp kiến tạo của Bukayo Saka dành cho huyền thoại người Pháp là Emre Bétis để có thể giành được chiến thắng chung cuộc 2-1 khá là kịch tính đấy nè. Manchester City đối đầu cùng câu lạc bộ Arsenal. Cú đúp bàn thắng của Bétis ở những phút thứ 46 và 52 với tỷ lệ kiểm soát bóng vẫn lên khá là cao là 64% và tỷ lệ chuyền chính xác hơn con số 90% anh em. Một trận đấu khá là hay tiếp theo của cầu thủ Saka ở cái bài review của cầu thủ trẻ người Anh này. Cầu thủ này đang đá khá là bay ở vị trí tiền đạo cánh phải nè. Sau khi được update lên cả cái skill move là 4/5 sao thì bộ chỉ số của cầu thủ này khá là tuyệt vời. Và cái cách thể hiện của cầu thủ này với cái giá trị chỉ là hơn 11 triệu coin thì khá là tuyệt vời, khá là xứng đáng với cái giá trị coin đó. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào luôn cái trận đấu với Atac, cũng là cái trận đấu cuối cùng trong bài review Bukayo Saka của mình. Đối thủ của mình trận đấu lần này với cái logo 25 của mùa trước khá là chất lượng này. Đây là một cái logo mà mùa trước mình rất là mơ ước. Đây là cú dứt điểm của Bukayo Saka, khá là chính xác cho cái cú dứt điểm đá phạt hàng rào của cầu thủ Saka này. Tiếp tục là Bosco, một pha xử lý bóng rất là hay của Bosco, nâng tỷ số lên 2-1. Và đối thủ trận đấu lần này với cái ông mốc OVR rất là đồng đều với mình, cũng là 127. Và tiếp tục là cú dứt điểm đá phạt hàng rào của Saka mang về được bàn thắng. Với những tình huống kiểu như thế này thì những cú dứt điểm của Bukayo Saka trông có vẻ khá là dễ dàng này. Tiếp tục lại là Betis, nâng tỷ số lên 4-3 rồi. Trận đấu đang diễn ra rất là hay, rất là đều cho cả đôi bên. Lại là pha đánh đầu thanh bàn của Lewandowski. Khi có cơ hội thì trong vị trí của Saka thì mình tin chắc là cầu thủ trẻ người Anh này sẽ làm rất là tốt ở cái chế độ vé tắc này nè. Với cái thể hình là 1m78 thì không thật sự cao to, nhưng mà với cá nhân của mình thì rất là vừa vặn với những cầu thủ chạy cánh như là vị trí tiền đạo cánh phải hoặc là cánh trái nè. Cùng với đó, Scoobus Speed nữa sẽ bút cho tốc độ cầu thủ này được tốt hơn. Và những bàn thắng ở cái trận thi đấu đầu tiên thể hiện cái khả năng tốc độ của cầu thủ Saka này rất là ấn tượng. Tỷ số đã được cách biệt lên tầng 2 bàn rồi. Sẽ là một trận đấu vé tắc khá là dễ thở dành cho mình. Đây là Roberto Carlos, bên trong là Lewandowski. Một cú dứt điểm chéo góc lại đưa bóng đi ra ngoài, tự làm khó mình rồi nè. Miroslav Klose lại tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội tiếp theo. Và tỷ số đã là 7-6, 7 đều dành cho đối thủ luôn. Roberto Carlos, bên trong là Lewandowski. Cú dứt điểm cuối cùng lại thành bàn. Và đối thủ cũng kịp để lại được 8 bàn thắng ở trận đấu lần này. Một trận đấu thật sự rất là ngang tài ngang sức. Và khá là may mắn là mình có thể cầm hòa được. Cái này là đối thủ tới tận 4 red chain. Anh bạn đang xử lý những cái red chain của mình khá là nhanh. Và Saka cũng kịp để lại dấu ấn trong chế độ vé tắc này với hai cú rua đá phạt hàng rào rất là chính xác của cầu thủ trẻ người Anh này. Và trận đấu này cũng đã khép lại cái bài review và đánh giá chi tiết cái phiên bản Bukayo Saka ở vị trí tiền đạo cánh phải này của mình. Một cầu thủ rất là tuyệt vời nè, rất là xứng đáng với cái giá trị là hơn 11 triệu coin. Và cái chất lượng cầu thủ này đem lại cũng như là cái kết quả thì ngoài cái mong đợi của mình luôn. Một cầu thủ mang lại cái lối đá rất là tốc độ, rất là chính xác với những cú xử lý rất là tuyệt vời, rất là đẳng cấp trong chân. Mình chấm điểm Bukayo Saka ở cái số điểm là 10/10 tuyệt đối cho cả hai chế độ vé tắc cũng như là head to head nha. Một cầu thủ rất là đáng sử dụng trong cái thời điểm hiện tại. Cho tất cả những anh em cài chay có thể nhận được cầu thủ Bukayo Saka này. Còn anh em khi xem được video này thì cảm nhận riêng như thế nào về Bukayo Saka? Anh em có đặt mục tiêu của mình là có thể lấy được cầu thủ này hay là không? Và anh em có đang sử dụng Bukayo Saka hay là không? Anh em có thể chia sẻ cái cảm nhận riêng của mình vào phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Anh em nhớ đăng ký kênh này, nhớ like và share video để ủng hộ giúp mình nha. Để có thêm nhiều động lực làm video hay hơn mỗi ngày. Và sau khi ấn đăng ký kênh thì anh em ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để nhận những cái thông báo mới nhất từ mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một video tiếp theo trên kênh.